Trước khi vào tiết học, cô mà các bạn cùng quan sát hình 5.1, người băng Ogi. Đây là bản phục dựng của người băng Ogi hơn 5.000 năm tuổi, được tìm thấy trong băng ở núi Amber thuộc nước Italia, cùng với một số công cụ bằng kim loại như rìu đồng, mũi tên đồng. Đáng chú ý là trên người Ogi vẫn còn một mũi tên đồng cắm sâu vai trái. Phát hiện này là một bằng chứng quan trọng giúp các nhà khoa học nghiên cứu về sự chuyển biến của xã hội cuối thời kỳ nguyên thủy, khi đá không còn là nguyên liệu duy nhất để chế tạo công cụ lao động hay vũ khí. Vào coi bản phục dựng người băng Ogi, em thu được những thông tin gì? Chúng ta có thể thấy người băng Ogi là một minh chứng cho sự xuất hiện của một công cụ bằng kim loại như là rìu đồng, mũi tên đồng. Và bài học ngày hôm nay sẽ giúp chúng ta phần nào làm sáng tỏ những bí mật của người băng. Chúng ta sẽ chuyển biến từ xã hội nguyên thủy sang xã hội có giai cấp. Trong bài 5, mục tiêu bài học của cô và trò chúng ta như sau. Thứ nhất, trình bày được quá trình phát hiện kim loại. Thứ hai, mô tả được sự hình thành xã hội có giai cấp. Thứ ba, giải thích được vì sao xã hội nguyên thủy tan rã. Thứ tư, nêu được một số nét cơ bản của xã hội nguyên thủy Việt Nam trong quá trình tan rã. Trong phần cấu trúc bài học thì bài 5 sẽ gồm có 3 la mã. La mã thứ nhất, sự xuất hiện của công cụ lao động bằng kim loại. La mã thứ hai, tìm hiểu về sự chuyển biến trong xã hội nguyên thủy. La mã thứ ba, tìm hiểu về Việt Nam cuối thời kỳ nguyên thủy. Và trong tiết học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phần 1 và phần 2 la mã. Sau đây, cô mời các em cùng tìm hiểu phần 1 la mã, sự xuất hiện của công cụ lao động bằng kim loại. Vậy thì kim loại được phát hiện ra như thế nào? Trước khi có công cụ lao động bằng kim loại thì hàng nghìn năm trước, con người đã quen với việc sử dụng công cụ lao động bằng đá. Sau đó thì công cụ lao động bằng đồng được ra đời. Các nhà khoa học đã nghiên cứu rằng kim loại được con người tình cờ phát hiện ra khi khai thác đá vào khoảng thiên niên kỷ thứ tư trước công nguyên. Đồng có sẵn trong tự nhiên là đồng đỏ. Sau đó thì các nhà nghiên cứu còn tìm ra được trong quá trình núi lửa phun trào thì người nguyên thủy họ cũng đã thu thập được những chất và sau này thì chúng ta gọi là xỉ đồng. Vậy thì ngoài đồng ra, những kim loại nào còn được khai thác trong tự nhiên? Như cô có giảng hồi nãy thì đồng có sẵn trong tự nhiên là đồng đỏ. Việc biết sử dụng lửa và làm đồ gốm đã dẫn đến việc luyện ra đồng thau và có thêm một công cụ lao động bằng kim loại mới, đó chính là sắt. Sau đây các bạn chúng ta cùng quan sát với cô sơ đồ quá trình xuất hiện công cụ bằng kim loại. Vào khoảng 3.500 năm trước công nguyên, người Tây Á và Ai Cập đã biết dùng đồng đỏ. Đến khoảng 2.000 năm trước công nguyên thì cư dân nhiều nơi đã biết dùng đồng thau. Và sau này, khoảng cuối thiên niên kỷ thứ 2 đến đầu thiên niên kỷ thứ nhất trước công nguyên, con người đã biết chế tạo các công cụ bằng sắt. Như vậy, công cụ bằng kim loại đã thay thế hoàn toàn cho công cụ bằng đá. Đến thời đồng thau, đồ đá còn rất ít. Đến thời đồ sắt, đồ đá gần như đã bị loại bỏ hoàn toàn. Các bạn chúng ta cùng quan sát hai tấm hình dưới đây. Một bên là công cụ lao động bằng đá và bên phải là công cụ lao động bằng kim loại. Bằng mắt thường, chúng ta cũng có thể dễ dàng quan sát
công cụ lao động bằng đá được kè đẽo một cách thô sơ. Chính vì vậy thì công cụ lao động bằng đá sẽ rất là gồ ghề và khó trong quá trình sử dụng, và nó có một cái hiệu quả cũng không có được cao. Tuy nhiên thì với các công cụ lao động bằng kim loại thì các bạn sẽ thấy công cụ được mài sắc bén hơn. Và điểm khác biệt giữa công cụ bằng kim loại và công cụ bằng đá chính là công cụ và vật dụng bằng kim loại phong phú, đa dạng và hiệu quả hơn nhiều so với công cụ và vật dụng bằng đá. Vậy thì sau khi kim loại được xuất hiện thì kim loại được sử dụng vào những mục đích gì trong đời sống của con người nguyên thủy? Kim loại được sử dụng vào những mục đích khác nhau trong đời sống của con người nguyên thủy, như là việc khai phá đất hoang, tăng diện tích trồng trọt, xẻ gỗ đóng thuyền, xẻ đá làm nhà và khai thác mỏ. Các bạn chúng ta cùng quan sát công cụ lao động bằng kim loại được xuất hiện trong những việc như là săn thú rừng. Có thêm một ngành nghề mới được ra đời như là nghề luyện kim, chế tạo ra công cụ lao động, chế tạo ra vũ khí. Và kim loại còn được xuất hiện trong ngành chăn nuôi và trồng trọt. Mời các bạn chúng ta đến với nội dung ghi bài. Phần 1 La Mã. Như vậy, sự xuất hiện của công cụ lao động bằng kim loại đã tạo ra chiến tranh giữa các bộ lạc. Có sự đánh nhau giữa các cá nhân và đồng thời có sự xuất hiện của kẻ giàu, người nghèo. Bên cạnh đó thì sự xuất hiện của công cụ lao động bằng kim loại đã tạo ra sự chuyên môn hóa của một số nghề trong xã hội, như là nghề khai mỏ, nghề luyện kim, chế tạo ra công cụ, chế tạo ra vũ khí. Và có sự xuất hiện của nông nghiệp, biết dùng lưỡi cày bằng sắt và sức kéo của động vật. Vậy thì sự xuất hiện của công cụ lao động bằng kim loại có tạo ra những sự chuyển biến gì trong xã hội nguyên thủy hay không? Các bạn chúng ta sẽ cùng phần 2 La Mã, sự chuyển biến trong xã hội nguyên thủy. Cô mời các bạn cùng quan sát hình 5.5, sơ đồ mô phỏng sự chuyển biến xã hội cuối thời nguyên thủy. Các bạn chúng ta cùng quan sát sơ đồ mô phỏng. Bên trái chính là xã hội nguyên thủy. Bên phải là xã hội có giai cấp. Vậy thì nguyên nhân nào đã dẫn đến sự phân hóa xã hội thành người giàu và người nghèo? Khi công cụ lao động bằng kim loại xuất hiện đã giúp cho con người tạo ra được nhiều sản phẩm hơn, và từ đó sản phẩm dư thừa ngày càng nhiều. Và khi sản phẩm dư thừa ngày càng nhiều thì số sản phẩm dư thừa đó sẽ thuộc về một số người. Vậy thì ai sẽ là người được giữ cái sản phẩm dư thừa đó? Chúng ta hãy cùng quan sát với cô qua những hình ảnh minh họa sau đây. Trong giai đoạn công xã thị tộc thì người đứng đầu là các tù trưởng, hay còn gọi là tộc trưởng. Và người đứng đầu một thị tộc với thành viên thị tộc có mối quan hệ đó là bình đẳng với nhau, và họ sẽ sống với nhau theo kiểu đó là ăn chung, làm chung và hưởng chung. Như vậy chúng ta có thể thấy đây là một mối quan hệ rất là bình đẳng. Sau khi mà sản phẩm dư thừa, củ cải dư thừa được xuất hiện thì những người đứng đầu thị tộc, hay còn gọi là những người giàu có, sẽ giữ hết tất cả những phần củ cải dư thừa này, và họ sẽ trở thành giai cấp thống trị.
Những người còn lại trong thị tộc sẽ trở thành những người nghèo khổ, không có của cải dư thừa, thì họ sẽ biến thành giai cấp bị trụy. Và giai cấp bị trụy với giai cấp thống trị có mối quan hệ, đó là sự bất bình đẳng với nhau. Như vậy, mối quan hệ giữa người với người trong xã hội có sự phân hóa giàu nghèo khi mà quan hệ bình đẳng được thay thế bằng quan hệ bất bình đẳng, xuất hiện giai cấp thống trị, đó là những người giàu có, và giai cấp bị trị, đó là những người nghèo khổ. Cô mời các em cùng nghe nội dung phần 2 La Mã, sự chuyển biến trong xã hội nguyên thủy. Đến với nội dung luyện tập. Câu 1, em hãy nêu những chuyển biến về kinh tế, xã hội vào cuối thời Nguyên Thủy. Phát minh quan trọng nào của người Nguyên Thủy đã tạo nên những chuyển biến này? Và câu 2, em hãy kể tên một số vật dụng bằng kim loại mà con người ngày nay vẫn thừa hưởng từ những phát minh của người Nguyên Thủy. Chúng ta sẽ cùng nhau giải đáp. Về câu 1, những chuyển biến về kinh tế, xã hội vào cuối thời Nguyên Thủy, đó là: về kinh tế, khai phá đất hoang, tăng diện tích trồng trọt, xuất hiện thêm những nghề mới như là nghề luyện kim, chế tạo vũ khí, của cải có sự dư thừa. Về xã hội, có sự phân hóa giàu nghèo. Phát minh quan trọng của người Nguyên Thủy tạo nên những chuyển biến này là công cụ lao động bằng kim loại. Các bạn chúng ta nhớ nhé, thời gian đầu thì con người họ vô tình phát hiện ra đồng trong quá trình khai thác đá hoặc sự bung nham thạch khi mà núi lửa hoạt động. Về sau thì khi con người phát hiện ra được lửa và quá trình làm gốm, họ đã chế tạo thêm những cái loại công cụ kim loại mới, đó chính là đồng thau và sắt. Câu 2, em hãy kể tên một số vật dụng bằng kim loại mà con người ngày nay vẫn thừa hưởng từ những phát minh của người Nguyên Thủy. Cô nghĩ câu hỏi này rất dễ, bởi vì những vật dụng bằng kim loại mà chúng ta đang sử dụng luôn có mặt ở xung quanh, và cô nghĩ là trong ngôi nhà của các bạn thì có rất là nhiều công cụ được dùng bằng kim loại, đúng không nào? Chúng ta có thể kể đến như là lưỡi cuốc, dao, rìu chặt cây, lưỡi câu, xiên nướng thịt, vân vân. Nội dung hướng dẫn ôn bài của tuần này rất quan trọng, bởi vì tuần 5 là tuần sau, các bạn chúng ta sẽ có một bài kiểm tra thường xuyên với hình thức đó là trắc nghiệm, thời gian 25 phút và số câu dự kiến của cô là 20 câu. Về nội dung kiểm tra gồm có 3 bài. Bài 1, lịch sử là gì? Bài 2, thời gian trong lịch sử. Và bài 3, nguồn gốc loài người. Trong bài 1, lịch sử là gì, ở phần 3 La Mã, khám phá quá khứ từ các nguồn sử liệu. Cô có ghi chú đó là mỗi nguồn sử liệu, các bạn cho cô 3 ví dụ. Sau đây thì cô hướng dẫn các bạn làm bài tập tính thời gian. Đây là một bài tập cơ bản khi mà các bạn học môn lịch sử, và ở tiết trước thì cô đã có hướng dẫn cho các bạn làm bài tập này một lần rồi. Trong tiết ngày hôm nay thì cô sẽ hướng dẫn các bạn làm bài tập thêm một lần nữa nhé. Cô cho các bạn sơ đồ các sự kiện và câu hỏi như sau. Em hãy xác định từ thời điểm xảy ra các sự kiện ghi trên sơ đồ đến hiện tại là bao nhiêu năm, bao nhiêu thập kỷ, bao nhiêu thế kỷ. Chúng ta sẽ đến với sự kiện đầu tiên, đó là năm 179 trước công nguyên. Tính từ năm 179 trước công nguyên đến năm 2021 là 2200 năm, tính ra thập kỷ là 220, tính ra thế kỷ là 22,
Làm sao chúng ta ra được đáp án này? Chúng ta sẽ lấy năm hiện tại là năm 2021 cộng với 179 sẽ ra đáp án là 2200 năm. Tiếp theo, tính từ năm 111 trước công nguyên đến năm 2021 là 2132 năm. Tính ra thập kỷ là hơn 213 thập kỷ. Tính ra thế kỷ là hơn 21 thế kỷ. Đối với sự kiện khá là đặc biệt, đó là năm 1 năm công nguyên, thì tính đến năm 2021 là 2021 năm, hơn 202 thập kỷ và hơn 20 thế kỷ. Và những năm công nguyên như sau: tính từ năm 544 đến năm 2021 là 1477 năm, hơn 147 thập kỷ, hơn 14 thế kỷ. Ta lấy 2021 trừ đi 544 sẽ ra đáp án là 1477 năm. Và tính từ năm 938 đến năm 2021 là 1083 năm, hơn 108 thập kỷ và hơn 10 thế kỷ. Vậy thì sau khi chúng ta tính ra được năm thì làm sao chúng ta ra được thập kỷ và thế kỷ? Thì các bạn nhớ một thập kỷ là 10 năm. Vậy thì chúng ta sẽ lấy năm mới vừa tìm ra chia cho 10 sẽ cho ra được thập kỷ, và thế kỷ là 100 năm thì chúng ta sẽ chia ra 100 để tính ra được thế kỷ. Và đối với bài tập này, các bạn cần ghi nhớ: muốn biết từ năm trước công nguyên cách hiện tại thì làm phép cộng, còn muốn biết từ năm công nguyên cách hiện tại là bao nhiêu năm, chúng ta sẽ làm phép trừ. Dạng bài tập thứ hai của thời gian trong lịch sử đó là quan sát một tờ lịch và cho biết các thông tin về thứ ngày tháng năm dương lịch và ngày tháng năm âm lịch. Cô nghĩ đây là một bài tập rất là đơn giản, bởi vì nhà bạn nào thì cũng sẽ có lịch và các bạn cũng đã rất là nhiều lần được quan sát một tờ lịch rồi. Vậy thì đối với tờ lịch này, các bạn chúng ta cho cô biết đó là âm lịch thì gồm ngày tháng năm nào, dương lịch thì gồm ngày tháng năm nào. Nhìn vào tờ lịch chúng ta có thể quan sát được dương lịch là thứ năm, ngày 2 tháng 9 năm 2021. Còn âm lịch sẽ là ngày 26 tháng 7 năm Tân Sửu. Rất là đơn giản đúng không nào? Vậy thì qua bài kiểm tra thì cô sẽ cho các bạn một tờ lịch chỉ là thay đổi thời gian. Các bạn chúng ta cũng sẽ dựa vào cái cách hướng dẫn của cô để mà ghi ra các thông tin thời gian trong tờ lịch nhé. Sau đây thì cô cho các bạn một bài luyện tập, các bạn chúng ta sẽ cùng thực hành để mà xác định từ thời điểm xảy ra các sự kiện đến hiện tại là bao nhiêu năm, bao nhiêu thập kỷ và bao nhiêu thế kỷ nhé. Cô cho các bạn gồm có 5 bài A, B, C, D, E. Các bạn chúng ta tự thực hành để mà tuần sau chúng ta sẽ làm bài kiểm tra. Cảm ơn các em đã lắng nghe và cô chúc các em sẽ ôn tập thật tốt để chúng ta có điểm số thật cao để mà tạo một cái niềm động lực cho chúng ta trong năm học này nhé. Chào các em!